Tập 25 Tắc Kè Hoa Của Biển. Chà, những tảng đá này đặc biệt ghê. Ôi, những rặng san hô đẹp quá đi. Trong lòng đại dương đúng là ẩn chứa cả một thế giới huyền ảo. Chương trình Thế giới đại dương hôm nay tới đây là kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong Thế giới đại dương số tiếp theo. Ôi, ước gì chương trình dài hơn nữa. Ê Willy, liệu chúng ta có thể trồng san hô ở nhà không nhỉ? Chúng thật xinh đẹp. Nhưng san hô chỉ sống được dưới biển thôi. Nếu đưa chúng lên cạn thì chúng sẽ chết khô mất. Nếu vậy thì chỉ cần chụp được những bức ảnh đặng san hô là tới vui lắm rồi. Mark, mau tới đây. Mark, cậu có thể đưa bạn tớ xuống đáy biển được không? Tuyệt quá, xuất phát thôi. Wow, ở dưới này tuyệt thật luôn đó. Willy, nhìn kìa. Ôi, có nhiều cá quá, tớ phải bắt một con mới được. Sao lại chạy hết rồi? Mấy chú cá này thật là chán ghê. Thôi nào, chúng ta đi chụp ảnh san hô đi. Ừ, đi thôi. Ơ, gì thế này? Blanca, cậu tìm được gì thế? Trông cậu ta thật kỳ lạ. Cậu ta có đến 8 cái chân lận. Mình phải bắt cậu ta lại để nghiên cứu mới được. Ôi da, thả tôi ra. Này, đừng có chạy. Willy, khoan đã. Đâu mất tiêu rồi. Mau ra đây đi nào. Tớ thấy rồi đó nha. Mau ra đi nào. Willy, cậu có thôi đi không hả? Chúng ta còn phải chụp ảnh đó. Lại là cậu à? Tớ nhất định sẽ bắt được cậu ta. Lạ thật đấy, chỉ mới đây mà đã biến mất tiêu rồi. Phải tìm bằng được cậu ta. Mau ra đây đi nào, 8 chân. Thôi bỏ đi, Willy, đừng quên vì sao chúng ta đến đây. Nhìn này, rặng san hô này thật đẹp quá đi. Hử, sao cây san hô này di chuyển được ta? Cái cây san hô này lạ quá đi. Cậu bạn bé nhỏ, cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi. Giờ thì bắt được cậu rồi nhé. Sao phần đầu của cậu mềm ghê, buồn cười thật đó. Nè Blanca, cậu sợ thử mà xem. Thôi, không cần đâu Willy, cậu sợ gì chứ. Ôi trời, Willy. Blanca, mau gỡ nó ra khỏi đầu tớ đi. Tớ nghĩ là tớ không làm được đâu. Cậu đúng là đồ nhát gan. Mau xuống đi, xuống khỏi đầu ta mau. Cái tên kia, ôi da, đau quá, đau quá. Giờ thì ta điên lên rồi đây. Willy, cậu có sao không? Anh chàng này trông giống hệt như là người ngoài hành tinh. Chắc chắn là vậy rồi. Blomka này, cậu ta chắc là người ngoài hành tinh, bị mắc kẹt dưới đáy biển đó. À, tớ tìm ra rồi. Đó không phải là người ngoài hành tinh, mà là bạch tuộc. Bạch tuộc còn được gọi là cá tám tay, bởi vì nó có tới 4 đôi tay. Cậu chắc rằng chúng không phải là người ngoài hành tinh chứ? Willy, sao cậu không tự đọc bài viết về bạch tuộc đi nhỉ? Được thôi, chúng ta bắt đầu nào. Tìm thấy rồi. Đâu, cho tớ xem với. Để ta giải thích cho các cháu hiểu nha. Sinh vật kỳ diệu này được gọi là bạch tuộc, hay còn được biết đến với cái tên gọi là cá tám tay, bởi vì nó có tới 8 cái xúc tu lận đó. Đặc biệt, một con bạch tuộc có thể thay đổi màu sắc của nó để hòa nhập với môi trường xung quanh khi nó cảm nhận được mối đe dọa. Chính nhờ khả năng này mà bạch tuộc có thể tránh khỏi những kẻ săn mồi hung dữ. Chúng ta cùng xem nha. Trò này vui thật đó. Chính vì vậy mà bạch tuộc còn được gọi là tắc kè hoa của biển. Thì ra là như vậy. Hèn gì lúc ở dưới biển tớ tìm mãi mà không thấy. Hử, trốn đâu rồi ta? Tớ không biết là cậu ta có thể thay đổi màu tùy theo môi trường đó nha. Nếu như tớ có thể đổi màu giống như vậy thì tớ là vô địch trong trò chơi trốn tìm luôn. Kỳ tập 26, những chiếc gương biến dạng. Ôi da! Đúng là một buổi sáng xui xẻo. Sao tự nhiên mình lại béo thế này? Hôm qua mình còn gầy hơn nhiều mà. Ôi trời ơi, tệ thật đấy. Nghe tớ nói này Blomka, gì thế? Nếu cậu không chịu giảm cân thì cậu sẽ không chui lạc qua cửa đâu. Ôi không, không thể nào. Willy, tớ nên làm gì bây giờ? Lần này nhất định cậu phải giúp tớ mới được. Không cần lo lắng quá, tớ biết thế nào cậu cũng cần đến tớ mà. Thế nên tớ đã mua cho cậu quyển sách này nè. Bí quyết giảm cân. Đúng vậy, 2 bí quyết cơ bản là ăn ít và luyện tập. Nghe có vẻ khó quá đi. Tớ sợ là tớ không làm nổi. Đừng lo, tớ sẽ dành thời gian vàng ngọc của mình để giám sát cậu đấy, Blomka. Willy, cậu tốt với tớ thật đấy. Vậy thì chúng ta bắt đầu thôi. Ui, ngon thật đấy. Ngon quá đi. Làm sao cậu có thể thỏa mãn chỉ với một miếng bánh chứ? Ôi thịt, món thịt ưa thích của mình. Cậu đang đùa đấy à? Một miếng bé xíu vậy. Trong cái dĩa này chắc chắn là có nhiều đồ ăn ngon lắm đây. Ôi trời, chẳng bỏ dính răng. Mình hy vọng là trong đĩa này sẽ có rất nhiều đồ ăn ngon. Willy, đồ ăn ít như vậy làm sao tớ no được? Đây là một bữa tiệc công phu, bổ dưỡng và ít chất béo. Tớ đặc biệt chuẩn bị cho cậu đấy. Đó là tốt cho cậu thôi. Để giảm cân, mình đành phải chịu đói cho quen vậy. Trời ơi, bữa sáng của mình. Làm ơn đi mà, bữa sáng của mình. No quá đi. Luân ca, giờ tới lúc chúng ta ra ngoài tập luyện rồi. Nhưng tớ không thể tập luyện với cái bụng đói được. Cậu có muốn giảm cân không hả? Mau ra ngoài đi. Có công mài sắt, có ngày nên kim. Lắc, lắc, lắc cho rơi bớt mỡ. Cậu ta đúng là mèo ngốc mà. Cơ bắp của mình rã rời hết rồi, phải nghỉ một chút thôi. Không được nghỉ, cậu phải chạy tiếp đi. Nếu cậu muốn có một vóc dáng hoàn hảo như tớ thì cậu phải tiếp tục chạy đi. Mau lên, không được dừng lại. Đúng là mèo ngốc. Không được dừng lại, tiếp tục nhảy đi. Cậu chậm quá, nhanh hơn, nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Đúng là một ngày mệt mỏi. Không thể nào như vậy chứ. Mình không những không giảm cân mà còn béo hơn. Mình phải làm sao bây giờ? Chẳng nhẽ mình phải làm con mèo béo suốt đời sao? Sao cái gương này lại cong vậy nhỉ? Mình thử những cái gương khác xem. Thì ra là tại cái gương. Đây nhất định là trò của Willy rồi. Mình phải đáp trả cậu ta mới được. Ôi trời đất ơi, không thể nào như vậy được. Có chuyện gì thế? Làm sao mà chuyện này có thể xảy ra được chứ? Mình không tin là mình lại gầy thế này. Trông kinh khủng quá. Cậu bị suy dinh dưỡng nặng lắm đó. Cậu cần phải tăng cân đó. Tăng cân. Blanca, cậu biết phải làm sao không? Cậu cần ăn nhiều gấp 3 lần bình thường cậu ăn. Như vậy mới tăng cân hiệu quả được. Cậu nói đúng. Vậy thì tớ phải bắt đầu ngay thôi. Đó, cậu phải ăn hết chỗ đồ ăn này trước buổi trưa. Cái gì? Tất cả chỗ này sao? Cậu đùa tớ đấy à? Blanca, tớ không thể ăn được nữa đâu. Ăn tiếp đi Willy. Để tăng cân thì cậu cần phải ăn hết chỗ đó. Ăn để tăng cân vậy. Trời ơi, cuối cùng cũng xong rồi. Nó đến dở bụng mất. Chưa xong đâu Willy. Cậu ăn như vậy vẫn chưa đủ. Tớ đã đặc biệt chuẩn bị cả bữa trưa, bữa chiều, bữa tối, bữa khuya và cả ăn đêm cho cậu đấy. Cái gì cơ? Một ngày tớ phải ăn nhiều bữa như vậy sao? Mình no chết mất thôi. Không thể tin vào mắt mình nữa rồi. Mình chẳng béo thêm được chút nào cả. Nếu mình mà không tăng cân thì... Luân ca, cứu tới giới. Willy, mình không thể để chuyện đó xảy ra được. Willy, đến giờ ăn đêm rồi nè. Luân ca, sao tớ chẳng tăng được cân nào vậy? Tại sao? Để tớ nói cho cậu biết tại sao nhé. Willy, hả? Nhìn nè. Trong chiếc gương này trông tớ gầy hơn, đúng không? Lẽ nào đó là... Đúng vậy, tớ đã phát hiện ra việc cậu dùng tấm gương để lừa tớ, giờ đến lừa cậu đó. Những tấm gương biến dạng thường là gương cầu lõm và gương cầu lồi. Mọi thứ xuất hiện trong gương cầu lõm thường dày hơn, ngắn hơn và mỏng hơn, dài hơn trong gương cầu lồi. Tất cả những hiện tượng này là do sự biến dạng của khúc xạ ánh sáng. Khi ánh sáng chiếu vào gương cầu lồi, chùm ánh sáng khúc xạ sẽ tụ lại với nhau. Như vậy, hình ảnh chúng ta nhìn thấy trở nên mỏng hơn và dài hơn. Ngược lại, hình ảnh trông dày hơn và ngắn hơn khi ánh sáng chiếu vào gương cầu lõm vì bị khuếch tán. Vậy các cháu hiểu rồi chứ? Luân ca, cậu làm tớ suýt dở bụng đó. Nhưng chính cậu đã bày trò trêu chọc tớ trước mà. Đứng lại đó, cậu có đứng lại không thì bảo.